Xin chào các bạn, mình là Hùng, hiện đang là sale của HTV Shop, một công ty chuyên về thiết kế website tại Vũng Tàu. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để tạo được một cái logo mà trong suốt, tức là logo có hình dạng là đuôi PNG các bạn ha. Các bạn là search ví dụ như logo PNG đây, đây là hình ảnh cho những cái logo PNG, tức là nó sẽ có một cái hình trong suốt như vậy bao quanh đó. Tức là khi mở cái hình này lên đấy, đây ví dụ mình sẽ lưu hình ảnh này ngoài laptop các bạn. Đây, tức là nó sẽ mất cái viền trắng đi đây mà, nó sẽ chỉ có cái viền trong suốt này thôi, nó chỉ có một cái hình ảnh logo này thôi. Thì làm sao có thể làm được như vậy? Thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm Photoshop CS5. Thì mình cũng có chuẩn bị sẵn một cái logo như vậy đây, ví dụ đây mình mở lên này, file PNG này, nó sẽ có hình trong suốt như vậy các bạn ạ. Thì làm sao có thể tạo được một cái logo như thế này? Thì các bạn có ở đây thì mình có sẵn một cái logo test này, đây nó sẽ có màu trắng như vậy. Thì làm sao có thể làm được trong suốt như cái logo như này? Đây, thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn chọn cái công cụ Pen Tool Eraser Tool các bạn ha. Chọn Magic Eraser Tool. Rồi các bạn nhấp trái, nhấp chuột trái vào đây. Rồi xong các bạn sẽ lưu lại, lưu lại đuôi PNG thì mới có cái độ trong suốt các bạn ha. Logo test finish rồi ha, xếp lại ok. Và bây giờ các bạn mở cái to các bạn lên ha, đây logo test finish đây, nó sẽ có trong suốt như thế này. Nó tức là nó chỉ có mỗi một mình cái hình ảnh này thôi, chứ nó không có cái màn trắng như cái này. Các bạn xem thử lại ha, đây nó sẽ có màn trắng như thế này. Thì những cái logo này có thể tích hợp vào YouTube cũng được các bạn ha, để làm cái logo trong nhìn cho nó đẹp. Rồi xin chào các bạn, rất vui khi được giúp các bạn hiểu biết thêm những kiến thức về Photoshop. Mình là Hùng, chuyên thiết kế website tại Vũng Tàu. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Thân ái.